Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng trên thị trường vàng thế giới lao dốc và còn có thể giảm tiếp. Tính từ đầu năm, vàng đã giảm hơn 13%. Nếu tính theo xu hướng của giá vàng thế giới, dân Việt có thể mất tới hàng tỷ USD. Nhưng may là trong khi đó, giá vàng trong nước vẫn treo cao, chênh lệch kỷ lục so với giá vàng thế giới. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi chiều tối ngày hôm nay, ngày 3 tháng 3 năm 2021 được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin của thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên chiều tối nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng thế giới giảm quá nhanh, chỉ trong vòng hơn một tuần, giá đã mất tới hơn 100 USD trên ounce, còn từ đầu tháng 1 cho tới nay mất gần 250 USD, tương đương khoảng 13%. Thực sự là điều nằm ngoài dự đoán của nhiều người, theo ông Đỗ Hữu Thành, một nhà đầu tư tại Hà Nội chia sẻ. Theo ông Thành, giá vàng giảm nhanh ngoài dự đoán nhưng không ảnh hưởng nhiều tới khối tài sản của gia đình ông bởi giá vàng trong nước vẫn cao trên ngưỡng 5-6 triệu đồng trên lượng. Hơn thế, ông cũng chưa có nhu cầu bán ra. Theo ước tính của một chuyên gia tài chính, dự trữ vàng trong nước có thể lên tới 20 tỷ USD với mức giảm 13% trong một thời gian ngắn. Chưa tới 2 tháng qua, khối tài sản của dân Việt Nam bốc hơi khoảng 2,5 tỷ USD nếu tính theo diễn biến của biến động giá vàng thế giới. Tuy nhiên, tính theo giá vàng trong nước, mức giảm chỉ khoảng hơn 1 triệu đồng trên lượng nên tài sản của người dân không mất mát nhiều. Vàng thế giới giảm mạnh trong những ngày gần đây. Trong bối cảnh nhiều yếu tố mang tính kẻ thù xuất hiện, các quỹ đầu tư bán tháo vàng, đồng USD hồi phục và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, giới đầu tư tin tưởng về sự phục hồi kinh tế Mỹ sẽ nhanh hơn dự kiến ban đầu. Trong thời gian gần đây, hàng loạt quỹ giao dịch vàng bán mạnh, quỹ SPDR Goldchart đã có cả chục phiên bán ròng liên tiếp, vàng giảm giá còn do đồng tiền kỹ thuật số trong đó có Bitcoin tăng cao gần đây và vẫn quanh ngưỡng 50.000 USD trên một Bitcoin. Trên Kitco, đồng tiền này được cho là đang nằm trong một xu hướng tăng giá kéo dài và sẽ lên mức 200.000 USD trên một Bitcoin. Một con số quá lớn phải không quý vị và các bạn? Mặt hàng kim loại quý giảm mạnh còn do dòng tiền chảy sang chứng khoán. Nhiều thị trường cổ phiếu vẫn hào hứng với các thông tin về hiệu quả vaccine COVID-19. Chính quyền Mỹ vừa phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Johnson và Johnson, được viết tắt là J&J. Đây là vũ khí mới cho cuộc chiến chống đại dịch. Vaccine J&J được dự báo sẽ được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu vì có thể được vận chuyển và lưu trữ ở nhiệt độ tủ lạnh bình thường, dễ dàng hơn cho việc phân phối so sánh với vaccine Pfizer và vaccine Moderna. Ở thời điểm hiện tại, giá vàng trong nước vẫn tươi sáng. Mặc dù giá vàng thế giới giảm mạnh nhưng thị trường trong nước không có nhiều biến động, giá vàng vẫn trên 5-6 triệu đồng trên lượng, tương đương mức chênh lệch có lúc lên tới 8 triệu đồng. Với mỗi lượng vàng so với giá vàng thế giới, thị trường khá trầm lắng và ít giao dịch. Sở dĩ giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới quy đổi bởi các doanh nghiệp neo ở mức giá cao. Trong bối cảnh thị trường vàng trong nước không mới liên thông với thị trường vàng thế giới, hoạt động xuất nhập khẩu vàng dựa vào hạn mức do các cơ quan quản lý cấp, việc nhập khẩu vàng bị hạn chế nhằm kiểm soát chảy máu ngoại tệ. Thống kê từ các doanh nghiệp kinh doanh vàng cho thấy giao dịch vàng trong những ngày gần đây không nhiều, sức cầu đối với mặt hàng kim loại quý này khá thấp. Trong nhiều năm qua, vàng và bất động sản là kênh đầu tư được ưa thích do lạm phát khiến đồng tiền nội tệ nhiều khi chưa có được niềm tin vững chắc đối với các nhà đầu tư. Hơn thế, triển vọng vàng quốc tế vẫn tươi sáng trong dài hạn, biến động giá vàng cũng không phụ thuộc nhiều vào sức cầu. Việc các doanh nghiệp duy trì giá cao để bán ra giúp họ thu lợi khá nhiều, theo một số quan sát thị trường, đó là chưa kể tới việc nhập lậu vàng. Còn đối với thị trường vàng thế giới, theo các chuyên gia trên Kitco, trong ngắn hạn vàng đang chịu áp lực bán ra mạnh nhưng về dài hạn đây vẫn là một kênh đầu tư tốt vì lạm phát được dự báo sẽ tăng. Trong ngắn hạn, vàng đang chịu rất nhiều áp lực và có nguy cơ thủng vùng 1.700 USD nếu không xuất hiện lực cầu tại vùng thấp. Số DXY, thước đo diễn biến của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác đã vọt lên đỉnh 3 tuần. Mặc dù giảm mạnh nhưng vàng vẫn được kỳ vọng tăng trong trung và dài hạn. Kim loại quý này có thể sẽ hồi phục khi Quốc hội Mỹ thông qua gói kích thích 1.900 tỷ USD mà Tổng thống Biden đề xuất. Gần đây, giới đầu tư có phần bình tĩnh trước đà tăng mạnh của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Thêm vào đó, gói kích thích 1.900 tỷ USD được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nền kinh tế hàng đầu thế giới sớm vượt qua được những tổn thương do đại dịch gây ra. Việc giá vàng thế giới đang ở vùng thấp nhất 8 tháng cũng có thể làm tăng sức cầu đối với mặt hàng kim loại quý này. Vàng được kỳ vọng không giảm nhiều trong ngắn hạn do nhiều thị trường chứng khoán, trong đó có khu vực châu Á có tín hiệu điều chỉnh giảm khi tình hình dịch bệnh tại khu vực diễn biến xấu đi. Vàng được biết đến là một loại hàng hóa có mối quan hệ chặt chẽ với kỳ vọng lạm phát. Gần đây, nhiều loại hàng hóa như dầu, đồng, niken, sắt, thép, v.v. tăng mạnh, nhiều loại thực phẩm cũng tăng lên. Và một khi lạm phát gia tăng, giá vàng như thường lệ sẽ leo thang.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo của bản tin là một số thông tin về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch chiều tối nay. Như quý vị và các bạn đã biết, trong phiên giao dịch chiều nay, giá vàng SJC đã bật tăng trở lại với mức tăng trong khoảng từ 20 cho đến 200.000 đồng trên lượng tại khắp các hệ thống của cửa hàng kinh doanh trên toàn quốc. Cụ thể, giá vàng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và tập đoàn Phú Quý, giá vàng SJC đồng loạt tăng 100.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Tại tập đoàn Doji, giá vàng cũng tăng thêm 150.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều. Trong khi tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận ghi nhận giá vàng SJC ở chiều mua vào tăng mạnh 200.000 đồng trên lượng, còn chiều bán ra nhích thêm 150.000 đồng trên lượng. Cùng thời điểm trên, tại Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng và ngân hàng Exim Bank, giá vàng SJC trưa nay phục hồi đã tăng trở lại. Theo đó, ghi nhận giá vàng cùng điều chỉnh tăng trong khoảng từ 20 cho đến 120.000 đồng trên lượng theo chiều mua vào và bán ra. Và ở thời điểm này, giá vàng giao ngay giảm 0,20 xuống 1.734 USD trên ao theo Kitco, vàng giao tháng 4 giảm 0,02 xuống 1.733 USD trên ao. Và quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank, mỗi USD tương đương 23.120 đồng, giá vàng thế giới tương đương 48,30 triệu đồng trên lượng, hơn giá vàng trong nước 7,87 triệu đồng trên lượng. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối của bản tin là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên chiều tối nay, chiều ngày 3 tháng 3 năm 2021. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.